Rồi các bạn thân mến, hàng Nhật bãi rất là nhiều thứ các bạn. Ở đây ngoài bán nè đồ gốm sứ rồi ra ha, thì ở đây có bán những cái đồng hồ mình thấy đẹp thành ra mình quay. Ở đây là những cái đồng hồ này, là đồng hồ Nhật bãi nè các bạn nè. Đó, đồng hồ Nhật bãi nè. Đó, đồng hồ Nhật bãi, đồng hồ Nhật bãi ha. Rồi có cả những cái vàng âm thanh, vàng âm thanh của bãi nữa. Rồi đồng hồ, để mình vô để mình quay vàng đồng hồ bãi cho các bạn xem. Anh ơi, đồng hồ này là của Nhật hả anh? Nhật hết luôn hả? Như mình bán thì một cái khoảng bao nhiêu tiền anh ơi? Mấy trăm có, mấy triệu có hả? À rồi, cái loa nè, loa của Nhật, các bạn thấy chữ của Nhật nè ha. Chi cuộc chứ chở. Rồi đồng hồ nè, đồng hồ nè, đồng hồ bãi, đồng hồ Senko nè. Ở đây nè, có tiền mua một cái này về treo chơi, có lý Citizen nè, Senko nè, các bạn thấy không? Senko nè, Seiko nè, Casio nè, rồi Citizen nè, Seiko kìa, rồi rồi hiệu gì ta, Seiko, rồi Citizen nè, các bạn thấy không? Citizen nè, toàn của Nhật không các bạn ơi. Sophia rồi ấy gì tùm lum hết ha. Senko nè, Citizen nè, Engin nè, rồi Casio, Seiko, những cái thương hiệu nổi tiếng. Ủa, cái đồng hồ đẹp quá các bạn nè, nó chạy có cái tháp ở trên quay nữa nè. Đó, đó cái kỳ hàng xịn sò, người ta bọc kiến lại nè. Đó, Seiko đây, Citizen đẹp quá ha các bạn ha. Ui, trời. Màn hình của cái máy ấy chứ. Rồi kìa, yeah, kìa, yeah, đó Citizen kìa, rồi những cái tượng đồ của Nhật kìa. Đó, những cái tượng đồ kìa. Đó, đồng hồ, đồng hồ đó. Đó, đồng hồ hoàn toàn của Nhật hết các bạn nha. Hoàn toàn của Nhật hết, Nhật bãi hết. Đó, các bạn thấy những cái kiểu đồng hồ mà đồng hồ hộp treo tường trong đó ha, nhìn nó rất cổ, rất đẹp ha. Mấy trăm có, mấy triệu có, cặp loa, loa Nhật Discovery. Trời, cái thùng chắc chắn các bạn, chữ Nhật. Cặp loa bao nhiêu không biết. Mình sẽ để số điện thoại cho các bạn nào mà có nhu cầu mua thì alo cho ông chủ mua. Mấy loa này mình có bán không anh? Bán hết hả? Như cái cặp loa Nhật này nè, lại giờ bao nhiêu tiền? 8 triệu à? 5 triệu à? Ồ, đẹp quá ha. 5 triệu cặp loa này mua có lý á, về chơi có lý á, chắc đánh hay lắm anh hả? À, cái này gì anh? Hả? À, máy lọc không khí à. Như mấy cái thùng vuông vuông trắng trắng đó bao nhiêu một cặp anh? 4 triệu một cặp. À, có cả loa của càng vàng âm thanh của Mỹ nữa nè, JBL nè, JBL. Rồi mấy cái tượng, mấy cái hũ, mấy cái đồ ha, toàn hàng của Nhật không các bạn. Rồi mấy cái này nó xài điện nhiêu anh? 110 hả? Rồi mình muốn nấu mình phải xài cái bộ chuyển. À, này, nồi cơm điện nữa ha, cơm điện Hitachi nè. À, đây đồng hồ giờ đang còn chạy luôn ta, cơm điện Hitachi nè. Rồi nè, cơm điện Mitsubishi nè, rồi Tiger nè, rồi đủ các loại hết á. Đó, nếu bạn nào mà muốn xài hàng của Nhật thì đây, đây mấy này mình bán là bảo đảm còn xài ok chứ anh hả? Dạ. Đó, nồi cơm điện rồi ha. Nói chung đây là một cái nơi mà bán toàn đồ Nhật. Đó, nồi cơm điện, đang quay nồi cơm điện cho bạn xem. Rồi mấy cái nồi áp suất nè, áp suất phía bên trên, nồi áp suất, lẩu điện đồ, rồi những cái máy xay sinh tố, nó nhìn nó đặc biệt chưa các bạn nè, thấy không? Cái cặp dao nó nằm dưới đó, nhìn nó khác với những cái máy mà nó xuất qua Việt Nam mình ha, ở thị trường Nhật nó sử dụng nó khác. Đó, ở đây là đồng hồ thôi, à đồng hồ, đồng hồ, đồng hồ, đồng hồ,
cần điện tử rồi gì đây mình không biết. Kia nhiều lắm các bạn, có cả xe đạp điện nữa, xe đạp của Nhật nữa, xe đạp điện của Nhật ha. Rồi bếp ga, bếp ga, ở đây về đây cái này là bếp điện, bếp điện 3 kg, nhà hàng chắc hàng mới, hàng mới. Rồi đây nè, đây có những cái bếp đó, bếp điện từ nè ha, đây là bếp ga nè, đó, máy xay tinh tố. Rồi đồ gốm sứ nè, các bạn thấy không? Đó, đồ gốm sứ rất nhiều ha. Rồi đây đồ gốm sứ nè, bình trà. Rồi, bạn nào muốn mua gì thì cứ alo theo số điện thoại ghi ha. Bình nước này, cái này bi đông nước này, này chắc mắc tiền lắm á, mới tinh luôn, Tiger, Tiger mới tinh, Suki, cái bình đựng nước này, cầm đi. Ấm nước, nước của Nhật. Dao này. Rồi, đây. Đồ mở dít rồi. Mấy đầu này đầu lục giác, đầu ngô sao mai rồi không các bạn, đầu dít nè, có nè, lục giác rồi. Mấy đầu này đây 6 ly nè, 8 ly nè. Đầu rồi. Rồi, bạn nào muốn mua gì thì có số điện thoại của bạn nhé. Rồi, mến chào các bạn.